Trang chào cả nhà nha. Ngày hôm nay Trang sẽ chia sẻ với cả nhà cách pha nước uống hàng ngày nha. Pha trà saffron đông trùng hạ thảo uống hàng ngày thay nước thường để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và hỗ trợ loại bỏ độc tố cho cơ thể được tốt hơn nha. Đây là công việc thường ngày của Trang á. Trang là người pha nước cho cả nhà uống. Mời cả nhà theo dõi video của Trang nha. Saffron á thì mình không có nên pha bằng nước nóng mà mình chỉ nên pha bằng nước ấm 70 độ thôi. Do đó nước này nè là Trang là nước đã nấu chín rồi, cho nên Trang sẽ pha một ít nước nguội và một ít nước nóng để mình có được nước ấm nha. Sau khi cho nước nguội vào á thì mình sẽ cho nước sôi vào đây pha vô để cho nó được trở thành nước ấm. Cho thêm nước sôi vô cho nó thành nước ấm nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ bỏ đông trùng hạ thảo vào nha. Bình như thế này thì mình sẽ bỏ khoảng 10 sợi. Rồi sau khi mà bỏ đông trùng hạ thảo vào á thì mình tiếp tục cho saffron vào nha. Mình cho mỗi bình như vậy là khoảng 5 sợi saffron. Cái hũ của mình hết rồi nè các bạn. Hũ mới. Loại cái hũ 5 gram của mình hết rồi, mình xài cái hũ 3 gram. Cái hũ 5 gram nó đẹp lắm các bạn. Thành ra nhiều người thích, người ta mua cái hũ 5 gram nhiều lắm. Cho nên bây giờ mình hết rồi, mình không còn để xài luôn. Bây giờ mình xài hũ 3 gram nha các bạn. Nè các bạn coi nè. Trời ơi, đẹp ghê không? Cọng nào ra cọng nấy đàng hoàng. Màu đó tươi mà cộng nè, cái sợi nè các bạn nhìn thấy không? Cái sợi to dài và đỏ. Các bạn coi. Thấy không ta? Để mình nét lên cái nha. Đó, trời ơi. Cái sợi to dài và đỏ đẹp ghê các bạn ơi. Mình bỏ vào mỗi một loại như vậy là mỗi một chai 500ml như vậy là 5 sợi nha. Chỉ cần 5 sợi thôi. Nhiều. Bình thường thì dùng 5 sợi thôi nha các bạn. Còn riêng mà đối với trà của mình á thôi, mình cứ hướng dẫn gì đi rồi hôm nào mình hướng dẫn tiếp. Nha, các bạn bỏ vô như thế này ha. Bị thiếu nước hồi nãy là làm nửa chừng hết nước rồi, cái mình nấu thêm nè, cho vào đây thêm một ít nước nữa. Trời đó, các bạn thấy không, bây giờ là mình chỉ việc là để nắp lại ha. Các bạn thấy không, mới để vô mà màu quá trời đẹp anh. Lắc lên. Đó, công việc hàng ngày của mình có nhiêu đó đó, mình làm xong rồi. Chào tạm biệt các bạn nha.